Binance là một sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất hiện nay mà bất kỳ ai đầu tư tiền điện tử đều phải sử dụng đến sàn giao dịch này. Và trong video ngày hôm nay, Thịnh sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm sao để đăng ký tài khoản trên sàn giao dịch này và xác minh danh tính từ A đến Z. Thậm chí, Thịnh còn hướng dẫn cho bạn cách làm sao để bạn có thể hoàn được 5% phí giao dịch trên mỗi giao dịch tài khoản mà bạn đăng ký qua video giới thiệu này của Thịnh nha chúng ta cùng nhau bắt đầu Và nếu như bạn có quan tâm về việc giao dịch và đầu tư tiền điện tử hãy bình luận bên dưới video chỉ có. Việc bạn bình luận như thế này sẽ giúp cho Thịnh biết được rằng bạn có quan tâm về chủ đề này hay không. Nếu bạn quan tâm nhiều thì sẽ tiếp tục ra những video tiếp theo để chia sẻ cho bạn. Để bắt đầu truy cập vào sàn giao dịch Binance thì bạn hãy vào đường link thanhthinhbui com suyệt go suyệt binance Đường link này Thịnh sẽ để ở trên màn hình và sẽ để ngay bên dưới phần mô tả của video này luôn đây bạn ở trên máy tính thì bạn sẽ gõ đường liên này bay thanh thịnh bùi đây thanh bùi com suyệt go suyệt binance. rồi được chưa các bạn đó xong bạn bấm enter ha à, xong gõ trên trình duyệt này xong bạn bấm enter rồi đó thì nó sẽ ra cho bạn cái giao diện để mà bạn đăng ký và bạn lưu ý bạn phải truy cập vào đường link này thì bạn khi mà bạn giao dịch tiền điện tử ở trên Binance á, thì bạn sẽ được hoàn lại 5% phí giao dịch à, Ok các bạn đây là một cái ưu đãi độc quyền nha Rồi khi mà bạn ra tới giao diện này rồi thì bạn sẽ tiến hành đăng ký một cái tài khoản Ở đây bạn có thể ưu tiên sử dụng email Đây bạn bỏ email vào đây Rồi thịnh chấm bùi Đây mình sẽ gõ cái email Bạn gõ cái email mà bạn muốn đăng ký Binance vào đây nha Rồi tiếp theo ở đây bạn sẽ tiến hành đặt mật khẩu cho cái tài khoản này Rồi Xong. Ở đây nè, ID giới thiệu bạn kiểm tra xem đã xuất hiện đúng ID này hay chưa ha. Bốn kiểm kiểm tra nha, số đuôi là 471 đó. Rồi, nó sẽ xuất hiện một cái dòng nhỏ nhỏ để bạn kiểm tra nè, tỷ lệ hoàn trả hoa hồng của bạn 5%. Đó, có nghĩa là khi mà bạn vào thẳng đường link của Binance thì bạn không được cái ưu đãi đâu, mà bạn qua cái đường link này của Thịnh thì bạn sẽ được ưu đãi 5% phí giao dịch ở trên Binance. Xong, sau đó các bạn bấm đánh dấu vào chữ tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản dịch vụ xong bấm nút tạo tài khoản màu vàng xong bạn kéo nút này qua rồi ok chờ chút rồi bây giờ sẽ có một cái mã gửi về email của bạn rồi bây giờ bạn mở email của bạn lên đây xong nó sẽ có một email nè các bạn thấy không Binance confirm your registration rồi xong có cái dãy số này màu vàng nè đó tô đen copy rồi qua đây dán vào Ok chưa? Yeah. Đó. Biden tự động đăng nhập vào cho bạn luôn. Rồi, <laughs> xong. Bây giờ tiếp theo. Tới bước này thì bạn sẽ tiến hành chúng ta đăng ký một cái tài khoản để chúng ta xác thực ở trên Biden như sau. Rồi, bây giờ đang ở giao diện chỗ này, bạn sẽ bấm nút màu đỏ bên tay phải. Đây, nút màu vàng này nè, bỏ qua đến bảng điều khiển bấm vào đây. Xong ở đây, sàn Binance sẽ yêu cầu tiếp bạn là đăng ký xác thực bảo mật hai lớp ha, hay còn gọi là 2FA đó các bạn. Rồi, ở đây sẽ có hai hình thức là xác minh điện thoại hoặc là xác minh bằng Google. Thì ở đây Thành sẽ hướng dẫn các bạn có thể xác hướng dẫn cho bạn xác minh bằng điện thoại. Rồi bấm vào đây. Rồi, tiếp theo ở đây bạn sẽ chọn cái đầu số ở Việt Nam ha Ví dụ như bạn ở Việt Nam bạn gõ đây chữ VI Việt Nam cộng 84 Xong tiếp theo ở đây bạn sẽ gõ cái số điện thoại của bạn vào đây rồi, được chưa? Xong mã xác thực SMS ở đây bằng bấm nút gửi mã để nó gửi mã SMS tin nhắn về cái số điện thoại bên trên này của bạn. Bây giờ mình bấm gửi mã ha. Rồi, ok. Bây giờ trên bay này đã gửi cho mình một cái đoạn mã. Bạn chờ mình chút xíu. Rồi, đây, mình sẽ nhập vào đây. Rồi ok sẽ gồm có 6 chữ số thôi các bạn Tiếp theo mã xác minh email ở đây bạn bấm nút gửi mã ở đây Thì nó sẽ gửi về cái email mà bạn lúc nãy vừa mới đăng ký cũng là 6 chữ số luôn bấm gửi mã Xong tiếp tục mình kiểm tra bên hộp thư email của mình Đây Binance Pin Mobile Rồi đây copy cái code này Dán vào đây Đó, Rất là đơn giản các bạn nhanh gọn lẹ thôi Rồi xong rồi xong chưa như vậy là chúng ta đã bật xác thực bảo mật hai lớp xong bằng SMS điện thoại Rồi bây giờ tính bước tiếp theo Bạn còn một bước nữa đó là chúng ta cần phải xác minh danh tính Xác minh danh tính hay còn gọi là KIC ha. K -i dài C đó các bạn Thì xác minh danh tính là làm gì? Có nghĩa là với một cái tài khoản Binance bạn đăng ký bình thường như vậy nè là bạn chỉ được giao dịch là khoảng là 2 hai bitcoin thôi, 2 BTC một ngày thôi. Còn khi mà bạn xác thực danh tính thành công thì thứ nhất là tài khoản của bạn sẽ được bảo mật hơn thứ hai là bạn có thể giao dịch lên đến 100 Bitcoin một ngày à, Ok ha có nghĩa là mình cứ xác thực đi các bạn đâu mất gì đâu rồi đây bạn kéo xuống bên dưới nó sẽ tới một là xác thực danh tính rồi bạn bấm vào nút xác thực rồi bây giờ nè bạn ở một xác minh nhanh xác nhận danh tính ở thông tin cá nhân đây mà bạn thấy nè vì sao cần xác minh danh tính rút tiền lên 100 BTC tăng giới hạn nạp tiền cho một số kinh Fiat rồi ok Fiat Sport là gì thì mình sẽ giải thích sau nha rồi đây mình gõm xác thực một một vạn đây các bạn rồi quốc gia khu vực cư trú ở đây thì bạn mặc định sẽ lựa chọn là là Việt Nam ha rồi tiếp theo bấm bắt đầu tiếp theo ở đây quốc tịch là Việt Nam national ID có nghĩa là cái số chứng minh nhân dân của bạn ha ví dụ như đây mình sẽ thống nhất là mình sẽ hướng dẫn mọi người cách xác minh bằng Ờ uh, giấy chứng minh nhân dân ngoài ra ngoài chứng minh nhân dân bạn còn có thể sử dụng bằng giấy phép lái xe hoặc là passport hộ chiếu ok ha đây mình sẽ sử dụng giấy chứng minh nhân dân rồi ok tên đầy đủ ở đây tên đầy đủ ở đây thì bạn sẽ gõ đầy đủ tên của bạn vào đây rồi được chưa ngày tháng năm sinh ngày tháng năm sinh ở đây thì bạn sẽ chọn vào đây đây ví dụ chọn ở đây năm thì chọn ở đây ha các bạn rồi ví dụ như năm bao nhiêu đó <laughs> rồi ok địa chỉ cư trú địa chỉ cư trú này để mà có thể nhanh gọn nhất để mà bạn có thể được xác minh á thì bạn điền luôn địa chỉ ở trên cái tài liệu mà bạn đang xác thực ví dụ trên bạn xác thực bằng giấy chứng minh nhân dân trên giấy chứng minh nhân dân của bạn điền địa chỉ nào bạn điền vào đây địa chỉ thường trú đó cho mình luôn ok ha rồi như vậy cho nó nhanh Điền đầy đủ ha các bạn Rồi Mã bưu điện Mã bưu điện ở đây á, sẽ là một cái dãy số gồm có 5 chữ số Mã bưu điện này nó sẽ phụ thuộc vào cái tỉnh thành của bạn Ví dụ như mặc định ở Hồ Chí Minh sẽ là 70.000 Bạn muốn Tuy nhiên nếu như bạn ở một cái tỉnh thành khác thì sao Thì bạn sẽ truy cập vào cho thịnh cái đường link này nè Bạn sẽ truy cập vào cho thịnh cái đường link là uh, thanhthinhbui com xuyệt zip code à đây thịnh có chuẩn bị sẵn cho bạn luôn rồi đó zip code nha các bạn đây sẽ là cái đường link thịnh tổng hợp các cái uh, mã bưu điện mới nhất của 63 tỉnh thành luôn đó ok chưa rồi ở đây bạn chỉ việc kéo xuống và tìm đúng cái cái tỉnh thành của bạn là bao nhiêu thôi thì bạn sẽ điền vào đây ok chưa rồi rồi ví dụ hồ chí minh ha rồi xong thành phố ở đây mình sẽ gặp nhập là hồ chí minh rồi đây đánh dấu vào đây tôi xác nhận là cung cấp thông tin đầy đủ xong bấm nút tiếp tục màu vàng rồi hoàn tất xác minh cơ bản chưa xong các bạn bây giờ bấm nút màu đỏ màu màu vàng đi đến xác minh nâng cao luôn rồi chúng, lúc này chúng ta sẽ chọn loại giấy tờ thì ở đây mình sẽ chọn loại giấy tờ là chứng minh thư rồi bạn chọn mục nào thì tùy các bạn ha rồi bấm tiếp tục ở đây xong ở đây bạn sẽ tải lên mặt trước và mặt sau của cái chứng minh thư của bạn được chưa rồi ví dụ như ở đây bạn đang dùng trên máy tính đi thì bạn có thể để sẵn luôn cái hình chụp giấy chứng minh của bạn ở trong máy tính rồi bạn tải lên ở trên đây mặt trước ha các bạn đây bấm nút tải ảnh lên rồi ok đây mình sẽ tìm một cái ảnh nào đó ha mình ví dụ đi mình tìm một cái ảnh nào đó đi Rồi, tiếp theo ở phần bên dưới sẽ là tải ảnh lên, tải ảnh chứng minh của mặt sau ha các bạn. Rồi. Rồi, bạn chờ chút xíu để nó tải lên cho các bạn xong xuôi hết. Rồi, bấm nút tiếp tục một vài. Xong, tiếp theo đây sẽ là ảnh chân dung ha các bạn. Đây, bạn bấm vào chữ ví dụ nè, đó. Ở đây nó cho các bạn có ví dụ có nghĩa là chân dung cái là ảnh của một cái mặt của các bạn luôn. Rồi, ok bấm tải lên đây rồi ví dụ như mình chọn ảnh chân dung của mình đi ở rồi bấm nút tiếp tục một vài quá trình xác minh thì cũng nhanh cho nha các bạn ha không mất nhiều thời gian đâu rồi rồi sau khi ta tới bước này nè thì bạn sẽ cầm cái điện thoại di động của các bạn lên đây nó có chữ là sử dụng di động để hoàn tất xác minh bây giờ bạn cầm cái điện thoại di động thông minh của bạn lên ha rồi bây giờ nó sẽ có cái đoạn mã qr code mà bạn đọc nè mã qr này hiện chỉ có thể được quét bằng ứng dụng binance đó ok hả các bạn rồi bây giờ bạn sẽ phải lên app store hay là lên trên google play gì đó để bạn tải cái ứng dụng binance này rồi ok bây giờ để thịnh sẽ mở uh, điện thoại và cho các bạn thấy là mình tải ứng dụng binance như thế nào rồi ví dụ như bây giờ bạn đang thấy trên màn hình, đây là ở trên App Store của mình đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ vào đây, mình sẽ gõ chữ Binance. Rồi đây, có chữ nhận. Rồi và bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt ứng dụng này vào trong điện thoại của mình ha. Rồi, bây giờ sau khi mà bạn đã tải và cài đặt xong ứng dụng Binance vào trong điện thoại của mình thì đây bây giờ bạn thấy nè. Đây. Ở trên điện thoại thì Thịnh sẽ cho các bạn xem là ở trên ứng dụng Binance mình sẽ hiển thị như thế nào. Đây. Thì đây là ứng dụng Binance ha, mình bấm truy cập ứng dụng. Rồi bây giờ bạn sẽ tiến hành đăng nhập bằng cái tài khoản lúc nãy mà bạn vừa mới vừa mới đăng đăng ký ha. Rồi, bây giờ mình sẽ nhập vào đây cái tài khoản của mình. Rồi, chờ Rồi, rồi bây giờ sẽ có một cái đoạn mã uh, gửi đến điện thoại của bạn, hay bạn bấm nút gửi mã màu vàng. Rồi, ok. Rồi tiếp theo sẽ có một đoạn mã được gửi đến email của bạn, bạn bấm nút gửi mã luôn. Rồi sau đó bạn kiểm tra email của bạn. Đây bây giờ mình sẽ kiểm tra cái email của mình. Cái này là tính năng bảo mật ở trên nền thôi các bạn. này mình sẽ tải lại rồi ok đây sau này cái ứng dụng binance ở trên điện thoại bạn sử dụng cũng nhiều ha rồi bây giờ chúng ta sẽ ở trên cái góc tay phải này các bạn đây ở trên góc tay phải nè trên góc tay phải bên cùng nè đó nó, chỗ này nè nó sẽ có cái icon quét mã qr code ha bây giờ bạn sẽ tiến hành vào đây bạn quét mã qr code để chuột vào đây xong quét Rồi bây giờ bạn sẽ cho cái mã vạch này nó quét ở trên QR code ở trên điện thoại ha. Rồi đây, đó nó nhận diện được. Rồi bạn bấm bắt đầu xác minh. Xác minh khuôn mặt là không cần đội mũ, không đeo kính, không chỉnh sửa ảnh và đủ sáng nha các bạn. Rồi bấm bắt đầu xác minh. Hồi nãy nó có kêu các bạn nhắm mắt một lần đó, các hình dung không? Nó kêu các bạn nhắm mắt blink do eyes, blink Rồi bấm đóng. Rồi, như vậy là chúng ta hoàn tất xong. Sau khi bạn hoàn tất trên điện thoại xong rồi á thì các bạn sẽ tiến hành bấm nút màu vàng là tôi đã hoàn tất trên điện thoại của mình rồi như thế là xong rồi các bạn đây nó ghi nè xác, uh, phân, xác minh cho vòng 60 phút nhưng có thể trì hoãn do khối lượng lớn gì đó thì xác minh này chờ bạn dần chờ khoảng dừng một tiếng đến 2 tiếng nếu như đầy đủ giấy tờ thông tin xong hết thì ở đây nó sẽ báo các bạn là xác uh, thực thành công ha các bạn đó thì các bước mà chúng ta đăng ký tài khoản ở trên Biden và bạn nhớ đăng ký qua đường link của thịnh thanh bùi com sự cô Biden thì bạn sẽ được hoàn lại 5% phí giao dịch tiền điện tử ở trên Binance. Rất là nhiều nha các bạn, 5% coi gì chứ rất là nhiều đó. Cho nên là chúng ta không dạy gì mà không đăng ký cả và tiến hành xác xác à, xác thực ở trên điện thoại di động của mình. Xác thực bảo mật hai lớp như vậy là thành công ha. À, chúc các bạn thực hành có hiệu quả và nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại bình luận bên dưới video để cùng thảo luận với Thịnh và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh YouTube của Thịnh để nhận những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí xin chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp